Thực hiện kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong cả nước. Toàn Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương có 717 điểm cầu và gần 32.000 cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị. Việc quán triệt nghị quyết Trung ương 6 tới từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khối nhằm giúp cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành định hướng, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết, quyết định của hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.